Việt Nam hiện có 4 tàu hộ vệ tên lửa mang tên các vị vua Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Quang Trung và một mang tên danh tướng Trần Hưng Đạo. Việc đặt tên cho tàu mang ý nghĩa tôn vinh các vị tiền nhân, anh hùng dân tộc đã có công lao dựng nước và giữ nước, từ đó khơi gợi niềm vinh dự, tự hào dân tộc trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Trên thế giới hiện nay, ngoài phiên hiệu quân sự, việc đặt tên dân sự cho tàu chiến đấu của Hải quân mang tên của những anh hùng võ tướng là khá phổ biến. Việc Hải quân Nhân dân Việt Nam lấy tên các quân vương dũng tướng, những nhân vật lịch sử có công với đất nước để đặt tên cho các tàu chiến đấu mang ý nghĩa, tôn vinh và tri ân công lao của các quân vương dũng tướng đã tạo dựng và làm rạng danh cơ đồ dân tộc, tuyên truyền giáo dục truyền thống, nhân lên lòng tự hào, niềm vinh dự và trách nhiệm vẻ vang của mỗi sĩ quan, thủy thủ trên tàu. Bên cạnh đó là những giá trị văn hóa nhân văn của đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới, có sức truyền cảm và lan tỏa sâu sắc về ý chí, sức mạnh và khát vọng hòa bình, hữu nghị trong hoạt động đối ngoại quốc phòng. Trước yêu cầu bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thời gian qua Hải quân Nhân dân Việt Nam đã được trang bị nhiều loại tàu chiến hiện đại, có khả năng tác chiến cao. Hải quân Nhân dân Việt Nam rất tự hào đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư xây dựng cho quân chủng tiến thẳng đến hiện đại. Đây là cái yêu cầu bức thiết, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc, nhưng nó cũng nằm trong cái xu thế chung các nước thì đều xây dựng và phát triển tiến đến hiện đại. Ngoài cái yếu tố hiện đại đơn thuần thì chúng ta còn có cái hiện đại gắn kết với cái sự phát triển chung của cả dân tộc, kế thừa truyền thống của cha ông, học tập những tấm gương của các vị quân vương, các vị anh hùng dân tộc, truyền cái sức mạnh đó, cái ý chí đó cho cán bộ chiến sĩ hải quân ngày nay. Quân chủng đã tham mưu báo cáo với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và xin ý kiến cấp trên để được sự nhất trí đặt tên những cái con tàu hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay, những tàu hộ vệ tên lửa mang tên các vị vua, mang tên các vị anh hùng dân tộc, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Kể từ khi tiếp nhận những con tàu, toàn thể sĩ quan thủy thủ lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân đã luôn nêu cao trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc, tích cực học tập huấn luyện, nhanh chóng nắm bắt và làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, sớm đưa tàu vào đội hình chiến đấu của quân chủng, đảm nhiệm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tiễu bảo vệ vùng biển, đối ngoại quốc phòng, tham gia diễn tập với hải quân các nước ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và năm 2021 lần đầu tiên tham dự Army Game đạt cúp bạc. Mỗi cán bộ chiến sĩ ở trên những con tàu được vinh dự mang tên của các vị quân vương lẫm liệt trong lịch sử của dân tộc đó đều cảm thấy rất là tự hào, và mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, mỗi lần lướt sóng ra khơi, mỗi cán bộ chiến sĩ, mỗi cán bộ thủy thủ trên tàu thì đều nguyện đem hết cái ý chí, cái nghị lực, trí tuệ, khả năng của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với những con tàu luôn luôn sáng ngời ở trên biển với những tên tuổi của các vị quân vương trong lịch sử của dân tộc ta.